Kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi vô quay lại vần 2. Thầy Lễ rất là xúc động, tại vì rất là tiếc bởi vì anh không có mặt trong ngày trọng đại của hai em. Nhưng mà chắc chắn có những lời chúc mừng, hoặc là anh Đạt cùng với mấy anh sẽ có món quà tinh thần cũng như là vật chất để gửi đến hai bạn. Cũng mong muốn những các ân nhân mà thương mến chương trình Ngọc Trong Tim, chúng ta có mặt ở tại Việt Nam hoặc là chúng ta ở bên hải ngoại mà xem được chương trình này, mong quý vị, Thành Lễ nói rồi, hãy cho các bạn một món quà thật là ý nghĩa, để làm một cái bước đường tới trong cuộc sống của hai bạn, và để cho các bạn khác cũng trang lứa, cũng tí hon, để mạnh dạn để đi đến với nhau tình yêu. Bởi vì chúng ta không phân biệt người giàu người nghèo, hay phân biệt tuổi tác, hay phân biệt người đó bị hình thể như thế nào, mà chủ yếu là tình yêu. Và các bạn là con người rất là tự lập và rất là giỏi. Bây giờ quay lại vấn đề, hai em sau khi mà tổ chức đám cưới rồi đó, còn cái gì khó khăn trong đám cưới không? Chia sẻ xem. Tại vì bây giờ làm cái gì cũng chuyện nó lớn quá, mà mình là nhỏ bé, nào là xe cộ nè, quan viên hai họ nè, rồi tiệc tổ chức văn nghệ nè, rồi các bạn tí hon mình đông lắm. Các em nghĩ là các em Hùng với lại Vi có thể cho anh lại biết những cái gì mà các em kế hoạch của em ngày tân hôn. Sắp tới thì là do là em chỉ tổ chức ở Nghệ An, thì là cách Hà Nội 300 km, cho nên là về khách khứa mọi người ở ngoài này thì là em sẽ thuê 2 xe 45 chỗ cho mọi người về dự đám cưới của em. Thì là đám cưới của em vào chủ nhật, thì là em sẽ đặt xe và cho mọi người bắt đầu về từ trưa thứ bảy khoảng 1 giờ đến 1:30 là sẽ có xe 2 xe 45 chỗ thì ở Hà Nội để đưa về chỗ em. Thì mọi người sẽ ăn tối ở chỗ nhà em, sau đấy thì là đám vui văn nghệ. Vâng, đám vui văn nghệ đấy. Còn chỗ nghỉ thì là ở cạnh nhà em, thì em cũng đã thuê mượn được nguyên một cái căn nhà 2 tầng cho mọi người ở. Còn nếu như mà anh chị em nào mà kiểu muốn sự riêng tư hơn, thoải mái hơn, thì là em cũng có một vài cái nhà nghỉ nó cách đấy 2-3 cây, thì là có thể hướng dẫn giới thiệu cho mọi người. Ai mà thích sự riêng tư thoải mái hơn thì là mọi người ra thuê. Còn ngày chủ nhật thì sau khi đám cưới, mọi người ăn uống hát hò văn nghệ xong thì là khoảng 1:30 đến 2 giờ thì là 2 xe đấy lại đưa các bạn khách ở Hà Nội đi về ạ. Nói cái vụ mà ăn uống thì tôi nghĩ là 7-8 món thì, nhưng mà hai bạn này ăn ít lắm, không có ăn nhiều. Đi đám cưới này tao nói là không có hao nhiều đồ ăn lắm. Nhưng mà ngược cái vụ đám cưới có văn nghệ thích đà, chú rể cô dâu chắc không thoát khỏi rồi. Rồi đã chuẩn bị bài hát rồi chưa? Chú rể viết nhiều bài hát lắm, chuẩn bị được kỳ này không hát bài Duyên Phận được nha, không hát bài vùng đất nghe bay á. Hát thì chắc ngày đấy để dành cho các anh chị em về dự hát, thì là hôm đấy thì là có Thanh Hằng, Thanh Hà cũng hứa về tham dự đám cưới của bọn em. Rồi mình sao, bạn bè sao? Dạ, em thì áo xong hết rồi. Vâng. Chuẩn bị hết chưa? Vâng ạ, em quần áo thì em chuẩn bị xong hết rồi, còn bạn bè thì em chỉ có bạn ở làm chung công ty với lại một ít bạn ở ngoài nữa thôi. Thì cũng đi xe về chung với cả bạn anh Hùng luôn. Đám cưới này rồi tổ chức nhiều tập quá ha. Dạ, đông vui hao quá kia vị ơi. Còn không mau chúng ta phải khích lệ cho tương lai tây gia nhân này. Tụi nhỏ mà tài cao dám gan ghê tổ chức quá trời. Đàn trai đàn gái tùm lum hết. Vậy đâu còn mau tổ chức ở Hà Nội nữa. Bạn bè đông mà chị Vân với tất cả các bạn cũng nhiều khi đi không được, thì mình phải tổ chức nữa. Hay là đợi anh Lễ về rồi tổ chức lần nữa. Kệ tổ chức hoài đi. Rồi câu này hơi hóc búa chút. Cái này là tùy duyên. Hai đứa plan là chừng nào có baby, hay là kể tới đâu tới? Dạ, cái này thì tụi em cũng nói thiệt là tụi em bị là thiếu hormone sinh trưởng, nên tụi em không có phát triển như người bình thường, nên không có con được ạ. Bác sĩ nói vậy sao? Vâng ạ. Cũng hơi buồn, nhưng mà để coi. Mình không biết được, tại vì khoa học bây giờ cũng tân tiến, không biết đâu các bạn. Mình sẽ thử nhiều cách nhân tạo nè, hoặc là có những
đứa con sanh ở ngoài bằng ống kính gì đó thí nghiệm đều làm được hết. Thì bây giờ anh Lễ nghĩ là các em rất nhiều khó khăn từ về vật chất, về tôn giáo, rồi bây giờ lại về hạnh phúc nữa, thì các bạn vượt qua như thế thì còn không mau mà yêu thương nhau. Và tất cả quý vị có những con em là những người nhỏ bé hoặc là khuyết tật nào đó, chúng ta cũng thương các em, bởi vì các em cũng có trái tim và các em cũng phải yêu thương và cũng giống như chúng ta thôi. Chẳng qua là các em hình thể có thể nhỏ bé, có thể mất đi một điều gì đó, nhưng mà các em vẫn là yêu thương nhau. Hãy tạo cho các em đến gần nhau, cho các em đi ra ngoài cuộc sống. Bây giờ về công việc làm xong rồi, các em xong rồi, thế là Hùng có dự định là tụi em đi vẫn ở đây hay là có điều kiện là hai em đi ra ngoài? Sau khi cưới xong thì hiện tại thì bọn em vẫn sẽ ở đây 1-2 năm gì đấy, mà nó có điều kiện hơn thì là sẽ thuê ở nhà ngoài, thuê nhà riêng ở ngoài, hoặc là nhiều kế hoạch nhiều năm tiếp theo nếu như mà tích góp được thì sẽ mua trả góp một cái căn nhà nào đấy nhỏ nhỏ cho mình có một cái sự riêng tư riêng. Anh phải một lần nữa, anh phải về ở bên Mỹ, anh kêu gọi một số bạn bè anh nếu mà có về trong những ngày đó thì đến năm, dù không quen biết em nhưng mà qua chương trình này cũng là sẽ khách, sẽ gọi rất nhiều, thì em ráng mà tổ chức nha, ráng mà thông báo lại Chánh Lễ, hoặc là biết được thì chúng ta phải có những lời cảm tạ, tại vì quý ân nhân khắp mọi nơi để chúc mừng cho tương lai tương nhân nhân. Bữa đó là mặc mấy bộ nè? Dạ chắc 2-3 bộ gì á. Wow. Chú đệ có mặc áo dài không? Không, em chỉ mỗi rách thôi với lại Nhưng mà phải nói là Hùng với lại em á, chụp những tấm hình nó rất là đẹp. Anh nghĩ là mấy tụi em có nghĩ là đi dự thi mấy tấm hình này không? Đẹp lắm á, rất đẹp. Nếu mà em không ngại có thể share những bức hình này trên Facebook, và với lại anh có một số hình ảnh này, nếu mà bên hải ngoại đó người ta cần thì lúc đó sẽ xin phép em để làm việc. Tại vì anh nghĩ là tấm hình mà đôi bạn nhỏ bé như vậy mà lại đẹp, rất là duyên dáng, xinh xinh, thì chắc chắn là sẽ thu hút rất lạ. Tại vì tấm hình những người bình thường lấy với nhau thì đâu có gì đặc biệt, nhưng mà các em đến với nhau, em không biết trên Facebook Hùng với các em mới bỏ lên thì phải nó comment rất nhiều đúng không? Rất nhiều. Và báo chí ở đây cũng phỏng vấn rất nhiều. Một lần nữa anh thay mặt cho nhóm Ngọc Trong Tim với lại quý khán giả thương mến Hùng và My, chúc hai em 100 năm hạnh phúc và đêm nào cũng là đêm tầng hồn. Và nói gì nói, phép lạ em biết mà, chúng ta là người ngoại đạo ha Hùng ha, sẽ nhiều, nếu em cầu xin Đức Mẹ cũng như là Đức Phật Quan Âm thì sẽ phù hộ cho chúng ta, biết đâu được một ngày đó tụi em có tin vui, hoặc là tụi em giàu rồi rồi mua được căn nhà nữa. Rất là nhiều sự bất ngờ, rất là vui. Xin mời Hùng với My có những lời nào chia sẻ, hoặc là chúng em chúng ta chào với quý khán giả. Ưu tiên cho lady first. Dạ em cũng cảm ơn anh Thành Lễ với lại cảm ơn nhóm Ngọc Trong Tim rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem và cũng là gửi lời chúc mừng đến vợ chồng em. Em xin cảm ơn nhiều ạ. Em cũng gần như thế thì là cũng rất là cảm ơn Ngọc Trong Tim đã luôn theo dõi, luôn sát sao và luôn khích lệ bọn em để bọn em có đủ nhiều sức mạnh, đủ nhiều cái ý chí cũng như là nghị lực để bọn em đến với nhau và giữ được cái hạnh phúc này bền chặt hơn. Và bây giờ Thành Lễ xin kết thúc chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và quý vị thương mến Hùng và My, thì quý vị hãy chúc phúc cho hai bạn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn hai em nhiều lắm. Xin được đón chào quý vị đến với chương trình kỷ niệm 10 năm của Ngọc Trong Tim.
mặc áo cưới đã vỡ tan cơn mộng. Số em á trời quả báo nha. Hồi đó sống với cha mẹ đó thì cứ cãi lời ổng bả. Tôi bắt nhớ câu chuyện tình đầu đã ngủ yên trong cõi đông đưa vọng buồn năm qua tuổi mòn lặng lộ rêu nêu nuôi con tới ngày khôn. Và tôi rồi sống trong một giờ tâm tôi thì anh yêu sao tiếng Việt ơi bao thăng trầm đầy vơi đời chim xinh xinh tắm ánh nắng mới mừng ngày hòa bình đời đẹp như bông lúa thắm xinh một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người tình dối người mà bye.